Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin Tiểu sử Chu Thúy Quỳnh. Với những bản cover xuất sắc bằng với giọng ca phi giới tính đặc biệt của mình, cái tên Chu Thúy Quỳnh đã dần trở nên quen thuộc với khán giả nghe nhạc. Chu Thúy Quỳnh có biệt danh là Quỳnh Tròn, là một nữ ca sĩ người Việt Nam. Cô nàng được biết đến qua các bản cover trên mạng xã hội và ấn tượng nhất là màn xuất hiện trong chương trình Giọng Ải Giọng Ai năm 2017 với phần hát live gây nghiện cùng với ca sĩ Khắc Việt. Gần đây nhất, cô ca sĩ 9X gây chú ý khi mà thể hiện giọng ca nội lực qua ca khúc cover Bên Em Là Biển Rộng của ca sĩ Lệ Quyên, khiến cho không ít người ấn tượng sâu sắc. Ngoài ra, có lẽ bạn chưa biết giai điệu của hai câu hát Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây, dại dờ thọ ấy khi đan bàn tay đang gây sốt trên nền tảng TikTok chính là nằm trong ca khúc Xem Như Em Chẳng May của Chu Thúy Quỳnh. Chu Thúy Quỳnh có tên thật là Chu Thúy Quỳnh, thường gọi là Chu Tống, quê quán Hà Nội, sinh vào ngày 21 tháng 9 năm 1997, cung hoàng đạo sử nữ. Ca sĩ Chu Thúy Quỳnh tuy còn khá trẻ nhưng niềm đam mê âm nhạc vốn đã có trong cô từ khi còn rất bé. Chu Thúy Quỳnh sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, cô sở hữu một giọng nói hay và đúng chuẩn. Về diện mạo hay tướng tá đều có nét đặc trưng của người con gái Hà Thành. Sau biến cố gia đình, Chu Thúy Quỳnh phải nghỉ học giữa chừng để chăm sóc bố bị bệnh. Sau này, cô nàng đã nhiều lần đứng giữa sự lựa chọn là tiếp tục theo đuổi đam mê âm nhạc hay đi làm để ổn định cuộc sống cho gia đình. Về sự nghiệp của Chu Thúy Quỳnh, trước khi nổi tiếng với vai trò là ca sĩ như hiện tại, Chu Thúy Quỳnh đã từng thử sức với kinh doanh và thất bại. Cô nàng cũng thường xuyên đi hát tại các phòng trà để luyện tập kỹ năng ca hát và được thỏa niềm đam mê âm nhạc. Tuy yêu thích âm nhạc từ nhỏ, nhưng hành trình theo đuổi âm nhạc của Chu Thúy Quỳnh đã gặp rất nhiều gian nan. Cô ca sĩ trẻ luôn ước mơ một lần được đứng trên sân khấu lớn và hát cho hàng triệu khán giả nghe. Để làm được điều đó, Thúy Quỳnh đã không ngừng trau dồi bản thân mỗi ngày bằng cách tự học nốt nhạc và luyện thanh. Cô cũng thử sức nhiều lần bằng các cuộc thi âm nhạc để tìm kiếm đường đi cho mình. Tuy nhiên, may mắn chưa thực sự mỉm cười với Chu Thúy Quỳnh. Không vì thế mà bỏ cuộc, Thúy Quỳnh vẫn miệt mài cố gắng và tích lũy những kinh nghiệm sân khấu bằng các buổi biểu diễn phòng trà dù số tiền cachet không lớn. Khi tham gia cuộc thi Discover, Chu Thúy Quỳnh đã khiến cho ban giám khảo và khán giả bất ngờ khi mà quyết định làm mới bản hit một thời của ca sĩ Lệ Quyên bằng chính giọng của Lệ Quyên, ca khúc mang tên Bên Em Là Biển Rộng. Với chất giọng, nội lực, trầm ấm, Thúy Quỳnh đã chinh phục người nghe ngay những nốt nhạc đầu tiên và bằng những tai lẻ ấn tượng. Cô nàng đã được công nhận ngay từ đó và bắt đầu tiến gần hơn với khán giả trên đường đua âm nhạc. Hành trình Chu Thúy Quỳnh tại Giọng Ải Giọng Ai. Tiếp nối chặng đường chinh phục giấc mơ ca sĩ sau những khó khăn trải dài, sự xuất hiện của Chu Thúy Quỳnh tại chương trình Giọng Ải Giọng Ai năm 2017 như một bước ngoặt lớn. Khi mà song ca cùng với ca sĩ Khắc Việt với ca khúc Tội Cho Cô Gái Đó, Thúy Quỳnh đã khiến ai nấy trong trường quay đều ngỡ ngàng vì chất giọng phi giới tính độc lạ. Ngay khi vừa cất giọng hát, cô nàng khiến cho ban giám khảo và khách mời vô cùng bất ngờ bởi giọng trầm, dày, trái ngược với vẻ ngoài nữ tính của mình. Ngay sau tập phát sóng này, cái tên Quỳnh Tròn, biệt danh của Chu Thúy Quỳnh được khán giả tìm kiếm nhiều hơn và cô nàng cũng tự tin xuất hiện nhiều hơn. Những bài hát hay nhất của Chu Thúy Quỳnh. Chu Thúy Quỳnh đã gây ấn tượng với khán giả nhiều nhất từ các bản cover nổi tiếng như Em Gái Mưa, Gọi Tên Em, Bên Em Là Biển Rộng. Giờ đây, khi đã có chỗ đứng trong thị trường showbiz Việt, Chu Thúy Quỳnh đã ngày càng chứng tỏ thực lực khủng của mình bằng các sản phẩm âm nhạc ấn tượng như Xem Như Em Chẳng May, Ít Nhưng Dài Lâu, Nói Có Sẽ Khó Nhưng Vui, Thời Gian Phai, Họa Tình, Đừng Khiến Trái Tim Em Khóc, Bất Quá Nhân Gian. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.